Hi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VFS Channel. Thời gian vừa qua, cái nhân vật mà được nhắc đến nhiều nhất có lẽ chính là Elon Musk, một người mà có thể nói là đang đứng trên cái đỉnh thành công của thế giới. Và nhiều người nói rằng là có những cái sự giống nhau nhất định giữa Elon và Bill Network, và cũng có nhiều dự đoán nói rằng Elon Musk chính là người đứng sau Bill Network bằng những hình ảnh dẫn chứng về việc này. Hôm nay video mình nói đến không phải là những chủ đề đó, bởi vì mình nghĩ rằng là cũng đã có nhiều bạn đã đăng những bài đăng lên, hoặc cũng có nhiều YouTuber nói về Elon Musk và Bill Network rồi. Cho nên là đây là video về câu chuyện truyền cảm hứng của Elon Musk và Nicolas. Nhiều người nói họ có sự giống nhau đến kinh ngạc, từ con người cho đến sản phẩm mà họ làm ra. Mình không nói đến biểu tượng MyNet ở Appy vừa cập nhật, nó trùng khớp với hình con tàu vũ trụ ở góc màn hình chiếc điện thoại Model B mà Elon Musk cũng vừa mới giới thiệu. Cũng không phải là cái tên Bill Network nó trùng với cái tên điện thoại Model B. Cũng không phải là chiếc điện thoại của Elon Musk có sở hữu tính năng đào tiền mã hóa và điều đó nhằm ám chỉ đến Bill Network. Không, cái video này không nói điều đó. Video này hoàn toàn không khẳng định bất kỳ thuyết âm mưu nào về những sự tương đồng đó. Mà điều mình muốn chia sẻ hôm nay là về con người của họ, cách sống và tầm nhìn của Elon Musk và Nicolas nhằm thay đổi thế giới mà ta đang sống một cách tích cực. Nó là cuộc đời của hai con người được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua trong Bill Network. Và bằng một cách nào đó, mình cũng là một người rất yêu quý Elon Musk. Elon Musk là một trong những người mà mình cảm thấy rất là khâm phục khi mà đọc câu chuyện của ông. Và tất nhiên Nicolas cũng vậy. Mình biết ơn hai con người này. Và vì vậy hôm nay mình muốn chia sẻ câu chuyện về Elon Musk và Nicolas. Có lẽ cái video này nó thiên về Elon Musk hơn, bởi vì khi mà chúng ta tìm kiếm thông tin trên mạng thì tất nhiên thông tin về Elon Musk nó nhiều hơn. Và mình muốn chia sẻ câu chuyện này về sự tương đồng của hai con người này và về một phần cuộc đời của Elon Musk. Bởi vì bằng một cách nào đó thì Elon Musk đã truyền cảm hứng cho mình, từ cách sống cho đến cách làm việc và cách suy nghĩ của Elon, cách mà ông đã biến thế giới này trở nên tươi đẹp như thế nào. Và mình mong rằng cái video này nó cũng có thể truyền được những cái cảm hứng tốt đẹp đó đến cho các bạn, để giúp chúng ta sống một cuộc sống nó ý nghĩa hơn, giúp cho chúng ta có thêm những nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Đây chỉ là một khía cạnh trong suy nghĩ của mình, cho nên nếu bạn muốn biết thêm về Elon và sẵn sàng đón chào những điều sau đây thì video này nó sẽ hữu ích với bạn. Còn nếu bạn đang tìm kiếm câu trả lời liệu Elon có phải là người đang đứng sau Bill Gates hay không thì video này nó hoàn toàn không giải đáp, nó không nói liên quan gì đến vấn đề đó cả. Nói về Elon, khi mà các bạn tìm kiếm trên mạng thì chắc chắn thông tin về Elon Musk sẽ nhiều hơn Nicolas. Ngoài những thông tin về cuộc đời của Elon thì còn có những thông tin chỉ trích không ít khi ông đã làm ảnh hưởng đến thị trường Bitcoin và Dogecoin với những bình luận ác ý của giới trade. Tuy nhiên ít ai biết thì Elon có một tuổi thơ không mấy tươi đẹp. Ông bị bắt nạt khi ngồi trên ghế nhà trường trong suốt quãng thời gian ông đi học. Nhưng Elon có niềm đam mê đặc biệt với đọc sách và chịu học hỏi. Và ông cho rằng những gì mà mình biết được là từ việc tự học hỏi và đọc sách. Elon là một người tài giỏi, ông đã làm ra được những cái sản phẩm ngay từ khi còn rất nhỏ và bán được nó với giá $500 trên một sản phẩm. Và điều đó làm cho những bạn bè của Elon nghĩ rằng Elon là một người thích thể hiện và bắt nạt ông. Chính vì thế mà Elon nghĩ rằng là mình không có hợp với quê hương của mình. Và sau đó ông quyết định đến Mỹ để bắt đầu làm nên những điều vĩ đại. Bởi vì Elon cho rằng Mỹ là nơi mà có thể biến những giấc mơ thành sự thật. Và ở đây khi mà ngồi trên ghế đại học thì Elon đã thường đặt ra câu hỏi điều gì nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của loài người, và ông tìm ra 5 câu trả lời cho mình, 5 điều mà ông cho rằng nó sẽ tác động đến tương lai của loài người. Thứ nhất là Internet, thứ hai là năng lượng bền vững, thứ ba là thám hiểm vũ trụ, thứ tư là trí thông minh nhân tạo, và cuối cùng là tái lập trình mã gen của con người. Mặc dù viết ra 5 cái nhưng thật sự Elon chỉ nghĩ cái thứ nhất là Internet, thứ hai là năng lượng bền vững và thứ ba là thám hiểm vũ trụ là có thể ảnh hưởng tích cực và thay đổi đến toàn bộ lịch sử của loài người. Còn điều thứ tư và thứ năm thì ông không chắc. Và cũng chính vì vậy mà sau này thì cuộc đời và sự nghiệp của Elon cũng gắn liền với ba điều này. Và sau đó thì Elon cũng có phát triển thêm phần trí tuệ nhân tạo nữa. Thì sau khi mà phát triển Internet và có được một số tiền lớn thì Elon bắt đầu thực hiện hóa những giấc mơ của mình. Khi năm 2002 thì ông đã xây dựng lên SpaceX, là công ty hàng không vũ trụ để chinh phục vũ trụ, hay cụ thể hơn là mong muốn đem con người lên sao Hỏa để sinh sống. Khi mà SpaceX mới chập chững bắt đầu thì 2 năm sau đó ông lại tiếp tục thành lập công ty sản xuất ô tô chạy bằng điện mang tên là Tesla. Và khi Tesla cũng đang chập chững những bước đi đầu tiên
thì cũng 2 năm tiếp theo, ông đã tạo nên công ty sản xuất năng lượng mặt trời SolarCity, công ty do chính hai anh em họ của Elon thành lập, mà Elon là chủ tịch và cổ đông lớn nhất của công ty. Tất cả những công ty mà Elon Musk thành lập nó đều hướng đến việc chống lại việc ấm lên của toàn cầu và bảo vệ trái đất. Và những việc mà Elon làm nó thường rất là lớn lao, cho nên rất ít nhà đầu tư người ta chịu bỏ tiền vào công ty của Elon, bởi vì đây là những ngành quá khó và nó có rủi ro cực kỳ cao. Đó là lý do vì sao mà 3 lần phóng lên tên lửa của SpaceX đều thất bại. Và sau 3 lần phóng tên lửa lên trời và nổ tung thì SpaceX lâm vào thế khó. Elon Musk phải vét hết số tiền cuối cùng cho lần phóng cuối cùng của mình. Cùng lúc đó thì công ty về sản xuất xe ô tô điện Tesla vẫn đang chật vật cho ra mẫu xe của riêng mình, khi thời điểm đó chưa có một công ty nào về xe điện là thành công cả. Nói về lần phóng đó là cả một câu chuyện đủ vui buồn với Elon. Thì vào tháng 8 năm 2008, Elon Musk theo dõi một tên lửa mang tên là Falcon 1 do SpaceX của ông chế tạo. Nó được phóng từ một hòn đảo ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Ngay sau đó, Elon đã không khỏi kinh hãi khi chứng kiến chiếc tên lửa của mình rơi mất kiểm soát trong giai đoạn tách ra khỏi bệ phóng. Và tên lửa gồm một vệ tinh của không quân Mỹ cũng như là hài cốt của nam diễn viên quá cố là James Doohan, người đã từng đóng vai Scotty trong Star Trek, đã bị rơi xuống đại dương. Và đây là cú thất bại thứ 3 của SpaceX trong việc phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Và Elon cũng cạn ngân sách trong những lần phóng trước đó. Và Elon đã nói như thế này: nếu như sau 3 lần vẫn không thể đưa thứ này vào quỹ đạo, chúng tôi thật đáng chết. Thì vài tuần sau, Elon đã tập hợp các giám đốc điều hành hàng đầu của Tesla và thông báo rằng họ sắp hết tiền. Công ty non trẻ này đã tiêu hết hàng triệu đô la tiền đặt cọc của khách hàng đã trả. Elon đã đi đến một quyết định là sa thải CEO và bổ nhiệm mình vào vị trí này, đưa kế hoạch cắt giảm 25% lực lượng lao động để giúp giảm thiểu đi số tiền mà ông phải chi trả. Và trong buổi tối với một nhà đầu tư tại nhà hàng Beverly Hills, Elon đã tâm sự rằng là công ty chỉ còn tiền mặt đủ chi trong 3 tuần thôi. Thì đó là thời điểm tồi tệ với cả SpaceX và với cả Tesla khi đứng trước bờ vực phá sản. Lúc đó thì Lehman Brothers vừa mới sụp đổ và hệ thống tài chính của toàn cầu đang chao đảo không ngừng. Và cả ngành ô tô như là General Motors này, công ty xe Ford này và nhiều công ty khác cũng đang sắp phá sản. Với áp lực kinh doanh đã đành thì lúc này Elon Musk còn gánh thêm tai tiếng tình trường khi vợ cũ của ông không ngừng đấu tố ông trên các báo chí. Và lúc đó thì người bạn mới của Elon Musk, khi đi ngủ Elon hay thức vào giữa đêm và la hét vì ông gặp ác mộng hàng đêm và đau đớn về thể xác. Từ cuộc đoại suy thoái cho đến nay thì Elon đã làm được cái điều mà các công ty sản xuất ô tô khác tại Mỹ không làm được, đó là tránh để không bị phá sản. Không chỉ cứu Tesla mà Elon Musk còn hồi sức cho SpaceX khi ông đã tập hợp được các nhân viên trong công ty và nói rằng họ đã đủ điều kiện cho lần thử thứ tư. Và sáng ngày 28 tháng 9 năm 2008, để ngồi trên chiếc ghế chỉ huy, và trong hơn 9 phút, ông và đội ngũ của mình đã không rời mắt trên màn hình khi tên lửa cất cánh một cách hoàn hảo và giai đoạn thứ hai tách ra mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Và cuối cùng tên lửa đã đi vào quỹ đạo. Và trên sàn nhà máy, hơn 100 nhân viên đã bắt đầu nhảy và la hét vì sung sướng. Công ty của họ đã được cứu. Và sau sự thành công của lần cất cánh thứ tư này thì nó đã đem về một hợp đồng trị giá 1,6 tỷ đô la cung cấp cho SpaceX đến từ NASA và giúp cho Elon Musk có tiền để có thể tiếp tục hoạt động SpaceX. Và cùng lúc đó thì mẫu xe Tesla cũng nhận được một khoản đầu tư 50 triệu đô. Và từ đó thì hai công ty đã bắt đầu vượt qua giai đoạn khó khăn như vậy. Về mặt nào đó thì mình nghĩ rằng Elon Musk là hiện thân của Steve Jobs, một người cũng đã làm thay đổi thế giới. Ông có thể dồn mọi người vào những hoàn cảnh rất là khó, nhưng cũng có thể thúc đẩy họ làm những điều không bao giờ mơ là có thể làm được. Họ có khả năng để thuyết phục người khác làm những điều không tưởng để có thể thay đổi thực tại. Và mình nghĩ Nikola cũng vậy. Người có thể thay đổi được luật lệ hà khắc về tiền mã hóa mà các chính phủ hiện tại đang áp đặt. Người biến những gì không thể thành có thể để biến pin trở thành đồng tiền phổ biến của thế giới, mặc cho ở phía dưới đó là rất nhiều lời gièm pha về pin network, từ báo chí cho đến những người nổi tiếng cho đến những người tiến sĩ, giáo sư, vân vân. Tuy nhiên, mình tin rằng cũng giống như Elon Musk, họ có khả năng bóp méo thực tại và có thể thay đổi thế giới này. Cuối cùng thì tất cả những công ty của Elon Musk đều thành công rực rỡ, biến Elon Musk trở thành tỷ phú giàu có nhất trên thế giới.
Vào cuối tháng 10 thì giá cổ phiếu của hãng xe điện Tesla bứt tốc để giúp cho tỷ phú 50 tuổi này trở thành người đầu tiên sở hữu 300 tỷ đô, biến Elon thành người giàu có nhất trên thế giới và người có thời gian tăng số lượng tài khoản mình lên nhanh nhất. Elon Musk sau đó được lấy hình tượng là Iron Man đời thực để sau đó đưa vào hình mẫu trong phim Iron Man mà những bạn tầm tuổi như mình đa số đều đã từng xem một lần. Thì chính Elon Musk chính là hình tượng Iron Man ngoài đời thật. Và nếu bạn nào để ý thì chính Elon Musk cũng có xuất hiện trong bộ phim Iron Man. Elon Musk vừa là người giữ cho trái đất sống lâu hơn, nhưng cũng đồng thời là người tìm cách giúp cho con người bước ra khỏi trái đất. Sự giống nhau của Elon và Nikola, thứ nhất, họ có tầm nhìn về thế giới mới. Elon Musk coi biến đổi khí hậu là mối đe dọa nghiêm trọng, nên ông thành lập ra Solar City và trở thành nhà cung cấp năng lượng mặt trời lớn nhất nước Mỹ. Và khi ông nhận thấy ngành ngân hàng hoạt động kém hiệu quả, ông tạo ra một hệ thống chuyển tiền ngay lập tức tại PayPal. Và khi nhận thấy công nghệ tên lửa vũ trụ không thể thay đổi trong 60 năm qua, ông quyết định thành lập ra SpaceX để đem đến sự đổi mới và cung cấp tên lửa rẻ hơn 3% so với giá trước đây. Còn khi không thấy các nhà sản xuất ô tô quan tâm đến tác động của các nhiên liệu hóa thạch đến môi trường, ông đã chính thức thành lập công ty ô tô điện Tesla. Và tất cả những điều đó chứng minh rằng Elon Musk là một người có tầm nhìn về thế giới mới. Và ông quyết định hành động để biến những ước mơ thành hiện thực. Và mình nghĩ rằng Nikola cũng có những cái tầm nhìn về thế giới mới khi ông biết rằng trong tương lai, chính tiền mã hóa có thể thay đổi được thế giới này. Chính là nguồn cơn, xu hướng trong tương lai. Nó giúp cho con người tự do, thuận tiện trao đổi buôn bán, xuyên biên giới mà không chịu bất kỳ một khoản chi phí nào từ việc chuyển đổi ngoại tệ. Cả Nikola và Elon Musk đều cho rằng sau này tiền mã hóa sẽ là một phần không thể thiếu trong tương lai. Một sự giống nhau nữa, đó là cả hai đều đặt toàn bộ những tâm huyết của cuộc đời mình vào những dự án vĩ đại này. Hay nói cách khác là họ không cho mình đường lui. Nikola đã dành hết 100% tâm huyết của mình, cũng như đã cam kết danh tiếng và toàn bộ những gì mà mình có vào B Network. Còn Elon Musk thì bỏ toàn bộ những thời gian và sức lực của mình cho những dự án về Tesla, về SpaceX và về Solar City. Việc họ không cho mình đường lui giúp cho họ bắt buộc mình phải thành công trong vấn đề đó. Đã từng có một người tướng lĩnh đốt hết thuyền của phe mình khi thuyền vừa mới cập bến, để cho binh lính của mình biết rằng nếu như họ không giành chiến thắng thì họ không có cách nào để trở về, bởi vì họ không còn đường lui. Tất cả số thuyền đã bị đốt sạch. Và mình tin đó là cách để họ giành hết những gì mà mình có để giành chiến thắng. Họ phải sử dụng 100% sức lực và tâm huyết của mình để làm điều đó thành công, bởi vì họ không còn đường lui. Và Elon Musk và Nikola cũng vậy. Elon Musk có khi làm việc đến 100 giờ mỗi tuần. Ông thậm chí còn làm việc trong cả giờ nghỉ. Còn Nikola thì cam kết 100% danh tiếng và cống hiến sức lực của mình cho dự án duy nhất của riêng mình mà ông đã chuẩn bị trong nhiều năm. Và cuối cùng, sự giống nhau của hai người này và điều mình cũng muốn chia sẻ, cả hai đều được nhiều người yêu thích vì sự thông thái và nhân từ. Khi mà Elon Musk trở thành người giàu có nhất hành tinh thì nó thu hút rất là nhiều người, cũng như là giới truyền thông. Và cuối tháng 10 thì có một chương trình mang tên là Lương thực Thế giới kêu gọi Elon Musk ủng hộ tiền nhằm ứng phó với nạn đói toàn cầu. Và họ cho rằng là chỉ cần 6 tỷ đô la thì có thể giúp 42 triệu người thoát khỏi nguy cơ chết đói. Và khoản tiền này nó chỉ chiếm khoảng 2% trong giá trị tài khoản ròng của Elon Musk. Thì sau đó thì Elon Musk đã yêu cầu chương trình Lương thực Thế giới này đưa ra bằng chứng rõ ràng rằng 2% tài sản của ông sẽ được sử dụng như thế nào trong mục đích trên. Và nếu như chính xác thì ông sẽ bán cổ phiếu ngay lập tức. Và sau khi mà chương trình Lương thực Thế giới đã giải trình thành công khai trên Twitter thì Elon Musk cũng đã bán cổ phiếu của mình. Và có nhiều nguồn tin cho rằng là ông đã liên hệ với chương trình Lương thực Thế giới và sử dụng 2% đó để giúp cho 42 triệu người thoát khỏi nguy cơ chết đói. Còn Nikola thì ông kín tiếng hơn, nhưng mình tin rằng những gì ông ấy đã bỏ ra cho đứa con tinh thần là B-Network của mình cũng là không hề nhỏ. Bởi vì kể từ khi mà B-Network thành lập, về việc mà B-Network chỉ chạy quảng cáo không để duy trì cho toàn bộ hệ thống B-Network rộng lớn như vậy là hoàn toàn không có đủ. Mình tin chắc rằng Nikola cũng đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc của mình, cũng như là toàn bộ danh tiếng và mối quan hệ của mình, để có thể giúp cho B-Network có được như ngày hôm nay. Nó không thể đong đếm được bằng một vài câu nói của mình. Cả hai con người này, họ đều không phàn nàn về bản thân và những gì mà mình đã trải qua. Họ không kể lể về những khó khăn mà họ chỉ tập trung vào làm để thành công. Mình tin rằng sự thành công của họ nó đến từ phẩm chất của một con người tử tế, với lòng mong muốn làm những điều tốt đẹp cho thế giới này.
Vì dù thay đổi thế giới có lớn lao như thế nào thì nó cũng phải bắt nguồn từ một tấm lòng rộng lượng và sự tử tế. Đó có thể là một nụ cười động viên, một cái vỗ vai lúc hoạn nạn hay một cái ôm lúc khó khăn mà hai con người này đã làm. Và khi mà nhìn vào Elon Musk vỗ vai đồng nghiệp của mình hay là nụ cười của Nicholas thì mình tin rằng là sự thành công của họ trước tiên nó phải xuất phát từ trái tim. Và như vậy đấy, hai con người nhưng họ có chung một mục tiêu giúp cho thế giới phát triển và tiến về tương lai. Mình nghĩ rằng số tiền mà Elon Musk đang sở hữu nó không được đo bằng giá trị vật chất mà nó được đo bằng những giấc mơ to lớn và vĩ đại của mình. Và mình tin nếu một người có một giấc mơ lớn và làm mọi thứ vì nó thì tiền sẽ đến mà không cần phải tìm. Nếu như bên network thành công thì tiền sẽ tự đến với tất cả chúng ta. Việc Elon Musk hay Nicholas có phải đã có những cái bắt tay với bên network hay không? Đối với mình, điều đó nó không quan trọng. Quan trọng là cả hai con người này đã truyền cảm hứng được cho mình và cho nhiều người bằng sự tử tế và tấm lòng của mình. Và đó là toàn bộ chia sẻ của mình. Nếu bạn cảm thấy video này hay, vừa bổ ích thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.